Rất vui được gặp lại các bạn khán giả của Bí quyết thành công trong khung giờ quen thuộc hàng ngày. Các bạn thân mến, kinh doanh có thể nói là con đường nhanh nhất để làm giàu. Chẳng thế mà có không biết bao người mãi mê tìm kiếm những con đường kinh doanh khác nhau để mau chóng giàu có và được gọi là những người thành công, phải không nào? Thế nhưng, kinh doanh không phải chuyện dễ. Kinh doanh nếu ví là một nghệ thuật, thì người kinh doanh thành công đương nhiên là một nghệ sĩ tài ba. Và ẩn sau những người nghệ sĩ tài ba ấy luôn là những câu chuyện kinh doanh cùng bài học chứa đựng nhiều ý nghĩa mà ta có thể học hỏi. Mời quý vị hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm về 5 câu chuyện ngụ ngôn kinh doanh kinh điển ngay sau đây để thêm thấm thía về những triết lý kinh doanh mà bạn nhất định nên nghe ít nhất một lần trong đời nhé. Câu chuyện thứ nhất, cuộc đua của những chú ếch. Một ngày nọ, xảy ra một cuộc đua của những chú ếch. Mục tiêu cuộc đua là leo lên đến đỉnh của một tòa tháp cao. Có rất nhiều khán giả đến xem và cổ vũ cho cuộc đua. Cuộc đua bắt đầu quyết liệt và đầy phấn khởi. Tuy nhiên, đối với đa số nhiều khán giả, việc một chú ếch leo lên được trên đỉnh ngọn tháp là điều không thể. Chính vì thế, thay vì cổ vũ cho các chú ếch, họ lại gào lên: "Thôi đi, làm sao mà leo lên đến đỉnh tháp được?" Hoặc là: "Các cậu không thể nào làm nổi việc đó." Một số chú ếch bắt đầu dừng lại, một số khác vẫn tiếp tục với tư tưởng bị lung lạc. Duy nhất chỉ một chú ếch dường như không để ý đến những sự bàn tán mà vẫn miệt mài treo lên. Cuộc đua tiếp tục và có phần chậm lại, mệt mỏi và phân tâm. Những tiếng gào thét bên ngoài vẫn tiếp tục và gần như tất cả các chú ếch dừng lại và chấp nhận thất bại. Duy chỉ có một chú vẫn tiếp tục miệt mài treo lên. Và cuối cùng, chú cũng leo lên đến đỉnh của ngọn tháp. Tất cả mọi người sững sờ và đều muốn biết nguồn động lực nào khiến chú ếch có thể làm được một điều gần như là không tưởng. Một khán giả chạy đến hỏi và nhận ra rằng chú ếch bị điếc. Bài học rút ra chính là đừng bao giờ để ý đến những lời của những người có thói quen tư duy tiêu cực, bởi vì họ sẽ lấy mất những hoài bão của các bạn. Đồng thời, hãy luôn nhắc nhở bạn về sức mạnh của những lời nói mà bạn nghe được. Tức là bạn luôn phải suy nghĩ một cách tích cực. Hãy tiến lên khi nghe những người nói rằng bạn không thể thực hiện và sẽ không đạt được các mục tiêu hoặc ước mơ của bạn, và bạn sẽ leo lên đến ngọn tháp của mình. Câu chuyện thứ hai, câu chuyện quan huyện. Ngày xưa, có viên quan nọ về nhận chức ở Giang Tô. Tại đó thường có một con hổ dữ từ trên núi xuống bắt người và súc vật ăn thịt. Dân chúng cầu xin viên quan tìm cách bắt hổ. Viên quan nọ bèn sai khắc chữ to mệnh lệnh của mình, cấm hổ vào thành trên vách núi cao. May thay, gặp đúng dịp đó con hổ dữ kia rời khỏi Giang Tô. Ông ta rất đắc ý, cho rằng mệnh lệnh của mình quả thực hiệu nghiệm. Không lâu sau, ông ta được phái tới nhận chức ở nơi khác. Dân chúng nơi này rất hung dữ, bất trị. Viên quan nghĩ, lệnh của mình đã cấm được cả hổ dữ, thì lý gì lại không cấm được người? Nghĩ vậy, ông ta bèn ra lệnh cho lính lại, theo kiểu chữ to mà đã khắc lệnh của ông lên vách núi cao. Kết quả là dân không trị được, còn viên quan thì mất chức vì không cai quản được dân. Bài học rút ra là, rất nhiều công ty đều có lịch sử kinh doanh thành công và kiếm được nhiều lợi nhuận từ biện pháp đó. Nhưng khi một môi trường mới xuất hiện, tâm lý tiêu dùng thay đổi, thì bí quyết thành công kia lại trở nên lỗi thời. Công ty nào cũng có phương thức kinh doanh riêng, nhưng khi thị trường thay đổi, thì công ty cũng phải điều chỉnh cách thức kinh doanh sao cho phù hợp với hoàn cảnh mới. Bởi vì thị trường luôn luôn đúng. Câu chuyện thứ ba, chuyện ngụ ngôn chó và chuột. Một lũ chuột trèo lên bàn định ăn vụn thịt, không ngờ lại khiến con chó nằm cạnh bàn thức giấc. Chúng bèn dịu ngọt thương lượng với chó: "Nếu anh im lặng thì bọn tôi sẽ chia cho anh một miếng thịt." Chó nghiêm mặt từ chối thẳng thừng: "Bọn mày mau cút đi, bà chủ thấy thịt mất thì chắc chắn sẽ nghi ngờ ta. Lúc đó thì ta lại trở thành miếng thịt trên bàn chứ chả chơi." Bài học kinh doanh từ câu chuyện này chính là đừng hợp tác với kẻ muốn lật đổ bạn. Khi họ hứa cho bạn một chút lợi ích thì sau đó bạn mất rất nhiều thứ. Câu chuyện thứ tư, chuyện con lừa của bác nông dân. Một ngày kia, con lừa của bác nông dân sảy chân ngã xuống cái giếng bỏ hoang. Con vật kêu lên thảm thiết nhiều giờ liền trong lúc người chủ của nó nghĩ xem nên làm gì để cứu con lừa lên. Cuối cùng, ông quyết định rằng vì con lừa cũng già rồi và cái giếng thì đằng nào cũng phải lấp, nên sẽ có cách để không phải bận tâm đến con lừa nữa. Ông mời hàng xóm đến giúp ông một tay, mỗi người cầm một cái xẻng xúc đất đổ vào giếng. Nhận ra sự thật phũ phàng, con lừa rên rỉ thảm thiết.
sau khi hứng những xẻng đất đầu tiên, nó hoàn toàn tuyệt vọng, nhìn lên với đôi mắt đầy ai oán. Chỉ đến khi đất ngập đến gần hết chân, nó mới bừng tỉnh, nó cảm nhận điều gì đó đang và sẽ xảy ra đối với nó. Nó không nhìn lên nữa mà cố gắng xoay sở để trồi lên. Bác nông dân và mọi người chăm chú nhìn xuống giếng, họ kinh ngạc trước những gì đang diễn ra. Cứ mỗi xẻng đất đổ lên lưng, con lừa lại hắt mình cho đất rơi xuống và bước lên lớp đất ấy. Cứ thế, từng xẻng đất rồi từng lớp đất, và chẳng bao lâu, chú lừa đã có thể bước lên miệng giếng, mệt nhọc chạy ra ngoài trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Bài học rút ra là, cuộc sống có thể sẽ đổ lên đầu bạn nhiều thứ khó chịu, thử thách và cả những sai lầm do chính bạn gây nên. Bí quyết nằm ở chỗ, bạn không nên để mình bị chôn vùi bởi những điều khó chịu ấy, mà phải biết rũ bỏ nó xuống và bước lên trên. Câu chuyện thứ 10, chuyện sóc và sư tử. Một con sóc chồn muốn quyết chiến với sư tử, tuy nhiên sư tử lại nhất quyết cự tuyệt. Sóc chồn nói, ngươi sợ sao? Sư tử liền đáp, nếu như ta cùng ngươi tỉ thí, ngươi có thể đạt được danh tiếng bởi vinh hạnh được cùng sư tử luận võ chẳng hạn. Sư tử nói tiếp, tuy nhiên, khi đó danh tiếng của ta sẽ không còn nữa. Sau này, các loài động vật sẽ cười ta vì ta lại cùng sóc chồn đánh nhau. Bài học rút ra ở đây chính là, đừng nên bị dẫn động bởi những thứ không quan trọng. Bí quyết của thành công là cần bám sát mục tiêu, không nên lãng phí thời gian vào những việc vô bổ. Các bạn thân mến, nói tới kinh doanh, có lẽ chúng ta đều hiểu rằng khả năng nhìn xa trông rộng để đưa ra những quyết định đúng đắn là một khả năng đáng quý và cần thiết, đúng không? Và nói tới khả năng nhìn xa trông rộng ấy, hẳn nhiều bạn sẽ nghĩ ngay đến nhân vật Gia Cát Lượng, vị thần tướng lỗi lạc thời Tam Quốc đã để lại cho hậu thế nhiều bài học đắt giá về cách làm người, nhìn người, dùng người. Chỉ huy hàng trăm nghìn binh sĩ, chiến đấu với rất nhiều danh tướng lẫy lừng. Nếu không có tài nắm bắt tâm lý và thấu hiểu lòng người, thì trí tuệ của ông không được hậu thế trọng vọng như vậy. Cùng ngẫm lại năm chân lý của Gia Cát Lượng, nếu bạn sở hữu chỉ cần 3 trong số 6 chân lý này, thì bạn chắc chắn sẽ thành công trong cả kinh doanh lẫn cuộc sống đấy. Chân lý thứ nhất của Gia Cát Lượng bạn có thể học hỏi chính là cao quý nhưng không độc đoán. Ngồi ở địa vị cao nhưng không độc đoán áp bức người khác. Trên thực tế, người có tài lẻ nhỏ nhặt mới kiêu ngạo, còn người có tài thực sự lại khiêm tốn, hòa nhã và đầy sự tôn trọng với đối phương. Nếu cứ dùng thái độ kiêu ngạo và độc đoán để đối nhân xử thế thì cả đời bạn cũng chỉ làm được bao nhiêu đó chuyện, vĩnh viễn dậm chân tại chỗ, không thể bước xa hơn. Đừng vì bản thân có thành tích nhất định mà thể hiện ta đây là tài giỏi xuất chúng, từ đó khinh thường những người xung quanh. Nên nhớ rằng, núi cao còn có núi cao hơn, bạn không thể biết ngoài kia có bao nhiêu người còn tài giỏi hơn bạn. Chính vì vậy, khi đã đạt được thành công như ý nguyện, đừng tự kêu phù phiếm mà hãy tiếp tục yêu cầu nghiêm khắc với bản thân. Không thấy mình cao cao tại thượng mà dở thói hà hiếp, không xem người khác ra gì, cho rằng bản thân giàu có hay đầy tri thức thì có quyền định đoạt mọi thứ. Chân lý thứ hai là thắng nhưng không tự mãn. Thành công rực rỡ nhưng không tự kiêu tự đại. Một người có tâm thái kiêu ngạo tự mãn thì chắc chắn không thể tiến bộ. Kiêu ngạo khiến con người trở nên tuột hậu, khiêm tốn mới giúp con người thăng hoa. Khi có thành công nhất định, chúng ta thường dễ sa đà tự mãn, tự ý đặt bản thân lên vị trí cao hơn người khác. Từ đó đắm chìm trong thế giới hạn hẹp của mình mà không cần quan tâm đến mọi chuyện ngoài kia. Cuối cùng, trở thành kẻ hề tự bôi nhọ bản thân, ếch ngồi đại giếng. Là người trẻ mới bước chân vào xã hội, chúng ta nên sẵn sàng tâm thái để trải nghiệm nhiều điều mới mẻ, không nên cứ mãi đứng yên trong vùng an toàn của mình. Mỗi chúng ta đều là những con người bình thường. Bạn cho rằng, bản thân đã làm được chuyện lớn lao để tự mãn, nhưng thật ra nó chẳng hề ưu việt trong mắt người khác. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ phát hiện kiêu ngạo là biểu hiện của kẻ ngu xuẩn, vô nghĩa. Chân lý thứ ba bạn cần nhớ là tôn trọng và công nhận người yếu thế hơn bản thân. Khiêm nhường người có địa vị thấp hơn mình, tôn trọng người làm việc dưới trướng, không phân biệt đối xử với bất kỳ một ai, nhìn thấy ưu điểm của đối phương thì phải biết đề cao và công nhận. Làm được những điều này, bạn sẽ trở thành một người sếp không hề tầm thường. Vì vậy, người càng tài giỏi thì càng thấu hiểu cách tôn trọng và khiêm nhường với người khác, càng biết cách kiên nhẫn để đối xử với đối phương khi mâu thuẫn phát sinh. Điều này sẽ khảo nghiệm tố chất của một người, được trọng vọng, kính nể, công nhận hay không còn phải phụ thuộc vào biểu hiện của bạn khi đối xử với người có địa vị hoặc cấp bậc thấp hơn mình. Chân lý thứ tư là ngay thẳng nhưng vẫn biết bao dung. Tính cách cương trực nhưng vẫn có thể bao dung người khác. Bạn có giới hạn và nguyên tắc của riêng mình. Bạn ngay thẳng chính trực, không dung tha cho những thứ sai trái, nhưng bạn vẫn có thể bao dung trước lỗi lầm của người khác, kiên nhẫn cho họ cơ hội để sửa đổi.
Nhẫn nhịn là một loại tu hành, không để cái sai của người khác trừng phạt bản thân. Mỗi người sở hữu tính cách khác nhau, họ sinh ra không phải để làm hài lòng bạn. Vì vậy, hãy rèn luyện tâm thái dung dị và thấu hiểu cho khuyết điểm của họ. Đương nhiên, bao dung cũng phải có chừng mực và nguyên tắc. Đừng để bao dung bị biến tướng thành dung túng cho thói xấu, từ đó hại mình, hại ta. Và cuối cùng, người không chịu tiếp thu tri thức chỉ là sự tồn tại không có giá trị. Bạn không học, vẫn sống trên đời này, nhưng bạn chỉ là một xác sống không hồn mà thôi. Học ở đây không chỉ là tri thức ở trường lớp, mà còn là bài học trường đời. Sống là phải tiếp thu mọi thứ trên thế giới này. Có như vậy mới không ngừng tạo ra giá trị và tìm thấy ý nghĩa cuộc sống chân chính. Tri thức trên thế giới này là vô cùng vô tận. Trải qua khổ đau, bỏ lỡ nhiều chuyện, bạn mới biết được tầm quan trọng của tri thức và chiêm nghiệm đúc kết quan trọng đến mức nào. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau bóc tách 10 câu chuyện ngụ ngôn chứa đựng triết lý kinh doanh cực kỳ thâm thúy. Quý vị đã thấy thấm thía chưa ạ? Bí quyết thành công mong rằng qua đây bạn sẽ tìm thấy những ý tưởng cùng cách thức vận hành kinh doanh phù hợp với bản thân và thành công trên con đường mà bạn chọn nhé. Và bạn ơi, nhớ đừng quên ấn follow kênh của chúng mình để đón xem thêm nhiều bài học trong kinh doanh và cả cuộc sống nữa. Các bạn thân mến, có lẽ bạn đã biết rằng Bill Gates là một thiên tài lập trình của thế giới. Ông cũng là một trong những người giàu nhất thế giới với đế chế Microsoft của mình. Bill Gates là tấm gương để các bạn trẻ trên toàn thế giới học tập. Đặc biệt, người ta thường tò mò về tư duy, cách làm việc cũng như phong thái lãnh đạo của ông. Để mà nói thì nhà sáng lập của Microsoft thực sự là một người đàn ông vô cùng bận rộn. Nhưng dù bận rộn đến mấy, ông vẫn luôn dành thời gian cho việc đọc sách. Ông còn nhấn mạnh việc đọc sách là một thói quen ưa thích của tôi, giúp tôi khám phá những chân trời mới. Ông viết trên blog cá nhân của mình, trung bình tôi đọc một cuốn sách mỗi tuần kể từ khi tôi còn là một cậu bé. Ngay cả khi lịch trình của tôi quá bận rộn, tôi vẫn cố gắng tìm ra các khoảng thời gian rảnh để đọc sách. Thậm chí mỗi tuần, Bill Gates thường đọc xong một cuốn sách. Ông xem sách như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Và để trở thành một người giàu có và thành công như vị tỷ phú thế giới này, bạn hãy nghe tôi và dành thời gian đọc hết 5 cuốn sách Bill Gates khuyên đọc này nhé. 1. Đầu tiên là cuốn Business Adventure – Tell Classic Tales from the World of Wall Street của tác giả John Brook. Tạm dịch, khám phá thế giới kinh doanh, 12 câu chuyện kinh điển từ cuộc sống phố Wall. Quay trở lại năm 1991, Gates đã từng hỏi Buffett rằng cuốn sách ưa thích của ông ấy là gì? Đáp lại câu hỏi trên, Buffett đã gửi cho Gates một bản sao của cuốn Business Adventure. Tuyển tập những câu chuyện kinh doanh thu thập bởi John Brook. Cho dù những câu chuyện trong đó đã xảy ra khoảng 50 năm về trước, cuốn sách này vẫn lọt vào danh sách những cuốn sách được ưa thích nhất của đồng sáng lập Microsoft. Gates cho biết, cuốn sách là lời nhắc nhở đối với ông rằng các nguyên tắc để xây dựng một doanh nghiệp thành công không hề thay đổi theo thời gian. Đối với Bill Gates, sẽ luôn có yếu tố con người đóng góp trong mọi hoạt động kinh doanh. Không quan trọng nếu bạn có một sản phẩm, một kế hoạch sản xuất và một kế hoạch marketing hoàn hảo. Bạn cần phải có những con người phù hợp để thực hiện hóa những kế hoạch đó. Dường như biết được sự ngưỡng mộ của Gates và Buffett dành cho cuốn sách này, giới truyền thông cũng tỏ ra khá quan tâm đến đứa con tinh thần của John Brook. Tờ Slate đã từng ví von Business Adventure là cuốn sách gối đầu giường của nhiều tỷ phú. Vậy thì tại sao bạn lại không thử đọc xem sao nhỉ? 2. Cuốn thứ hai trong danh sách là cuốn How to Lie with Statistics, tạm dịch, đánh lừa với các con số thống kê của tác giả Darrell Huff. Được xuất bản từ năm 1954, How to Lie with Statistics là một cuốn sách vỡ lòng về lĩnh vực thống kê và người đọc có thể hiểu rằng bằng cách nào những kết quả thống kê có thể bị thao túng. Bill Gates từng nhắc tới cuốn sách này là một cuốn sách có nội dung mang nhiều tính thực tế hơn bao giờ hết. Một chương trong cuốn sách sẽ chỉ bạn biết rằng cách nào những con số trực quan có thể được sử dụng để khuếch đại những xu hướng trên thị trường. Đây là một lời nhắc nhở đúng thời điểm trong bối cảnh mà bạn ngày càng gặp nhiều hơn những thông tin được minh họa trực quan trên tài khoản Facebook và Twitter của mình. Vậy nên, để theo kịp thời đại và hiểu về thế giới, bạn hãy đọc ngay cuốn sách này đi. 3. Cuốn sách tiếp theo Bill Gates khuyên bạn nên đọc một lần chính là How Asia Works, tạm dịch, Cách Châu Á Vận Hành của tác giả Jules Stockwell. Jules Stockwell là một nhà báo chuyên viết về đề tài kinh doanh và phân tích quá trình phát triển của nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới. Tờ Financial Times danh tiếng đã từng nói rằng How Asia Works là cuốn sách đầu tiên cung cấp cho người đọc về cái nhìn công cuộc xây dựng nên sự thành công cũng như những lần trải qua thất bại trong quá trình phát triển kinh tế của nhiều quốc gia châu Á. Biết đâu,
cuốn sách này sẽ góp phần xây dựng nên sự thành công của chính bạn thì sao? 4. Cuốn sách thứ tư trong danh sách những đầu sách mà Bill Gates khuyên đọc chính là Tap Dancing to Work, Warren Buffett on Practically Everything, 1966-2012, tạm dịch Vui vẻ đi làm, quan điểm của Warren Buffett về vạn vật, 1966-2012, của tác giả Carol Loomis. Tỷ phú thế giới Warren Buffett và Bill Gates có mối quan hệ khá thân thiết. Họ thường gợi ý cho nhau những tựa sách mà mình yêu thích và tham gia các chiến dịch thiện nguyện cùng với nhau. Không lấy gì làm bất ngờ nếu Bill Gates cũng yêu thích cuốn Tap Dancing to Work, một tuyển tập những bài báo và bài luận viết về và viết bởi chính Buffett, được góp nhặt bởi nhà báo tạp chí Fortune Carol Loomis. Tỷ phú Bill Gates đã nói rằng, bất cứ ai đọc hết cuốn sách này đều sẽ cô đọng được hai ấn tượng chính. Đầu tiên, đó là bằng cách nào mà Warren có thể kiên trì áp dụng tầm nhìn và các nguyên tắc đầu tư của mình trong suốt sự nghiệp của ông. Thứ hai, những phân tích và tầm hiểu biết của Warren về lĩnh vực kinh doanh và thị trường là thực sự tuyệt vời. Tôi đã từng viết vào năm 1996 rằng tôi chưa từng gặp ai có quan điểm về kinh doanh một cách rõ ràng như vậy. Và điều đó vẫn duy trì giá trị của nó đến tận ngày hôm nay. Và việc tìm hiểu lối suy nghĩ của Buffett là một cách sử dụng thời gian vô cùng hiệu quả. Tỷ phú giới thiệu sách về một tỷ phú khác, quả là đáng thử đúng chứ? Tôi nghĩ bạn nên tìm đọc ngay đi. 5. Cuốn sách thứ 5 là The Myth of the Strong Leader, tạm dịch Những bí mật đằng sau một người lãnh đạo vĩ đại, của tác giả Archie Brown. Archie Brown là một nhà khoa học chính trị đến từ Đại học Oxford, đã đưa ra một học thuyết cá nhân rằng những lãnh đạo lỗi lạc nhất trong lịch sử thường không giống như những nhân vật dập khuôn thường xuất hiện trong những câu chuyện. Họ tất cả không hẳn là những lãnh đạo mạnh mẽ. Thay vào đó, những nhân vật như Franklin D. Roosevelt và Nelson Mandela lại sử dụng một năng lực ít ai biết tới hơn, chủ yếu thông qua sự phân quyền và tài ngoại giao của họ. Gates cho biết, cuốn sách của Brown mang nhiều điểm khiến người đọc phải suy nghĩ. Bill Gates đã nói về cuốn sách này là Brown có thể đã không dự đoán trước được cuốn sách của mình sẽ có tiếng vang như thế nào trong năm 2016. Và đúng, đó chính xác là một cuốn sách xứng đáng tạo được tiếng vang nhờ giá trị của nó, và Bill Gates đã nhìn thấy điều đó. Còn bạn thì hãy thử nghe thôi. 6. Đứng ở vị trí thứ 6 trong danh sách này là cuốn The Power to Compete, tạm dịch Sức mạnh cạnh tranh, của tác giả Hiroshi Mikitani và Ryoji Mikitani. Nhật Bản từng là cường quốc kinh tế số 1 châu Á, nhưng giờ đây họ lại có phần lép vế trước sự năng động của hai nền kinh tế hàng đầu châu Á khác là Trung Quốc và Hàn Quốc. The Power of Compete giúp người đọc khám phá tại sao quốc gia này lại có những bước đi chậm lại như vậy. Tác giả Hiroshi Mikitani là nhà sáng lập kiêm CEO của Rakuten, một trong những công ty Internet lớn nhất trên thế giới. Cùng với cha của mình, người đã qua đời vào năm 2013, hai người đã xây dựng một tầm nhìn tương lai dành cho Nhật Bản. Qua đó, quốc gia này một lần nữa có thể trở thành trung tâm phát triển kinh tế của khu vực. Bill Gates đã đề cao nội dung cuốn sách này là: cho dù tôi không hoàn toàn đồng ý với tất cả những gì được đề cập đến trong chương trình của Hiroshi, The Power of Compete là một góc nhìn đầy tinh tế về tương lai của một quốc gia tuyệt vời. Thật sự thì cũng đáng để đọc và chiêm nghiệm sự tinh tế và tuyệt vời của cuốn sách này để chứ nhỉ. 7. Tiếp theo, một cuốn sách mà tỷ phú Bill Gates cũng nói là bạn nhất định nên đọc là Stress Test, Reflection on Financial Stresses, tạm dịch Sức chịu đựng áp lực, câu chuyện thực tế khi khủng hoảng tài chính nổ ra, của tác giả Timothy Gainer. Tác giả Timothy đã chứng kiến sự đổ vỡ theo hệ thống xảy ra xung quanh ông trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính hơn 10 năm về trước. Bill Gates thậm chí còn viết về cuốn sách đặc biệt này là Gainer đã vẽ nên một bức tranh về bản thân, qua đó cho người xem thấy được điều gì đã xảy ra khi ông vừa phải ngăn cản cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, trong khi phải đối mặt với những chỉ trích đến từ trong và ngoài chính quyền, cũng như cảm giác tội lỗi khi không thể có mặt bên gia đình của mình trong khoảng thời gian đó. Nghệ thuật chính trị nhằm chống lại các cuộc khủng hoảng tài chính thường không có gì lấy làm tốt đẹp đối với nhiều người, nhưng nó sẽ giúp công chúng biết thêm về sự khó khăn trong công việc của ông ấy, và Stress Test sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức đó. 8. Cuốn sách thứ 8 trong danh sách này chính là Sudok, tạm dịch Gã nghiện giày, của tác giả Phil Knight. Tác giả Knight, đồng sáng lập của Nike, đã cho ra mắt ấn phẩm xuất bản đầu tiên kể câu chuyện về ông lớn trong ngành bán lẻ. Gates gọi cuốn sách đó là một lời nhắc nhở thành thật rằng con đường tới thành công không bao giờ bằng phẳng. Đó là một con đường đầy rẫy sự bất đồng, thất bại và cảm xúc tồi tệ.
rằng Phil Knight là một người tuyệt vời, nhưng ông ấy cũng là một người trầm lặng và khó đoán. Và đây là cách mà Knight mở lòng mình. Cái cách mà rất ít các CEO sẵn sàng để làm điều tương tự. Nghe đã thấy tò mò rồi nhỉ? Vậy thì tôi và bạn phải đọc ngay thôi. 9. Một cuốn sách nữa khiến Bill Gates phải ngợi khen mà đưa vào danh sách những cuốn sách bạn nên đọc, đó chính là Making the Modern World, Mysterio and the Matter Realization, tạm dịch Kiến tạo một thế giới hiện đại, của tác giả Vaclav Smil. Gates cho biết tác giả ưa thích của ông chính là Vaclav Smil, một giáo sư khoa học môi trường, người đã viết nên những biên niên sử về những chủ đề như năng lượng và sự sáng tạo. Cuốn sách Making the Modern World của ông ấy đã khiến Gates phải suy nghĩ. Nó có vẻ nghe không có gì hấp dẫn, nhưng vấn đề liên quan đến các loại nguyên vật liệu chúng ta đang dùng và thực sự cần bao nhiêu lại có thể là chìa khóa giúp những người dân nghèo cải thiện cuộc sống của họ. Nghĩ về việc chất lượng cuộc sống tăng cao mà chúng ta đã được chứng kiến ở Mỹ và các quốc gia phát triển khác trong suốt 100 năm qua, chúng ta muốn phép màu đó sẽ xảy đến với toàn bộ loài người trong vòng 50 năm tới. Bill Gates đã chia sẻ khá chi tiết về cuốn sách tâm đắc này. Để biết được cái đích mà chúng ta sẽ đến, chúng ta phải biết được chúng ta đang ở đâu, và Smil là một trong những nguồn kiến thức giúp ông có thể học hỏi được từ đó. 10. Và cuối cùng là cuốn Epic Mixture, tạm dịch Giải pháp hữu hiệu, của tác giả Jeremy Smith. Đọc được cuốn sách này là điều hết sức có ý nghĩa đối với Gates, vì ông đã quen biết nhân vật chính trong cuốn sách, bác sĩ Chris Murray. Theo Gates, cuốn sách là nguồn kiến thức đáng tin cậy cho bất cứ ai muốn tìm hiểu thêm về công việc của Chris và tìm hiểu được tầm quan trọng của nó. Cuốn sách này cũng có mối liên hệ mật thiết đến sự ra đời của Global Burden of Disease, một trang web chuyên thu thập thông tin về nguyên nhân gây ra các căn bệnh và cái chết cho rất nhiều người từ các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới. Ý tưởng ở đây là chúng ta không thể tìm ra nguyên nhân gây ra các căn bệnh khi chúng ta không biết căn bệnh đó là gì. Gates đã viết, như Epic Mixture đã cho ta thấy, nếu chúng ta tiếp cận được với nhiều nguồn thông tin đáng tin cậy ngoài kia, chúng ta sẽ có những quyết định chính xác hơn và hiệu quả trong việc điều trị cũng sẽ tốt hơn. Một cuốn sách nhưng lại có tác động rất nhiều tới sự thành công trong việc đưa ra quyết định cả trong kinh doanh và cuộc sống của nhà tỷ phú nổi tiếng này. Hãy đọc thử xem sao. Quý vị thân mến, trên thực tế, có rất nhiều cuốn sách có tựa đề bóng bẩy và thú vị nhưng lại nội dung tầm thường. Điều này đã khiến không ít người chọn sách bị mắc bẫy. Do đó, họ sẽ muốn tham khảo danh sách đọc của những người thành công vì có thể cảm thấy tin tưởng. Bill Gates cũng đã nhiều lần công bố danh sách đọc của mình trên mạng, và đương nhiên, đây chính là 10 cuốn tiêu biểu nhất trong số đó. Hãy tin tưởng Bill Gates một lần và đọc chúng, bạn sẽ không hối hận đâu. Còn bây giờ, chương trình của Bí quyết thành công cũng đã tới hồi kết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Bí quyết thành công. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí quyết thành công chia sẻ, hãy đăng ký kênh để xem được nhiều video bổ trợ nữa. Và nếu bạn muốn Bí quyết thành công làm về chủ đề gì, đừng ngại ngần mà hãy gợi ý ở phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.